thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Những ngày này, chính quyền và người dân thành phố Đà Nẵng đã và đang cùng chung sức đồng lòng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, quyết tâm khống chế dịch bệnh. Tại các phường, xã, thôn, xóm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đã thành lập các tổ phòng dịch trong cộng đồng. Với việc huy động sự tham gia của người dân, thì đây được xem là một giải pháp hiệu quả để góp phần vào công tác phòng chống dịch, cũng như là kiểm soát và giảm nguồn lây sang cộng đồng. Đây là những điểm chốt kiểm soát dịch tại các thôn trên địa bàn xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang. Khi thành phố có chỉ đạo dựng các chốt kiểm soát dịch tại các con đường dẫn vào thôn, xã, tổ phòng chống dịch COVID-19 xã Hòa Châu đã ngay lập tức thành lập những lá chắn như thế này. Từ đo thân nhiệt, xịt khuẩn tay đến giám sát tất cả người dân khi ra vào các thôn, xóm, đã trở thành những công việc quen thuộc của các thành viên tại đây, phần nào đã và đang góp phần bảo vệ bình yên cho thôn, xóm trước dịch bệnh. Đảm bảo là lực lượng lưu thông trên địa bàn để được tất cả đều đo thân nhiệt để đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Và vừa tiếp tục nữa thì xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền như vậy. Song song thì tuyên truyền thứ nhất thì xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền lưu động cũng như là tuyên truyền qua các hệ thống loa của thôn này, là tuyên truyền vừa chốt chặn vừa đi tuyên truyền lưu động qua thông loa tự động. Đồng thời đề nghị mặt trận đoàn thể là đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các trang Zalo, Facebook cũng như là các trang mạng xã hội để bà con yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cũng như là được thành phố nè. Với phương châm chống dịch như chống giặc, ngay từ đầu đường đi vào thôn, mỗi một chốt kiểm soát dịch đều có đầy đủ các thành phần, từ lực lượng công an xã, dân quân đến hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên cho đến ban dân chính thôn đều có mặt thay nhau túc trực để kiểm soát tình hình. Tại cuộc họp của thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, chúng tôi huy động lực lượng cán bộ dân thôn là sẵn sàng hỗ trợ trên cái địa bàn của thôn mà của xã xuống để mà thực hiện cái nhiệm vụ là bảo vệ cái sức khỏe cho người dân trong cái thời dịch COVID, đo thân nhiệt để mà phát hiện có gì đó mình hỗ trợ cho người dân để mà phát hiện ra cái dịch bệnh trên cái địa bàn của thôn. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân là một trong những biện pháp mà chính quyền cao cấp đang tập trung triển khai. Bên cạnh đó, để tổ phòng chống dịch COVID-19 có thể đảm bảo hoạt động thông suốt và hiệu quả, thì sự vào cuộc hỗ trợ của tất cả các hội đoàn thể lúc này đã phần nào tiếp thêm sức mạnh tinh thần giúp mọi người cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi làm cái công tác là vận động những cái mạnh thường quân cũng như là vận động bằng cái tâm huyết của người phụ nữ cây nhà lá vườn trên tinh thần hỗ trợ những cái bữa ăn để cho các cái thành viên trong cái tổ chốt chặn ở trên địa bàn tám thôn này, là chúng tôi bằng cái hình thức như vậy để nấu những bữa cơm rất là thân thương, rất là tình cảm để cho những cái thành viên đó người ta có sức khỏe đảm bảo và có cái tinh thần động lực để người ta làm cái tốt cái công tác phòng tránh COVID-19 trên địa bàn của xã Hòa Châu. Khi mà tham gia thì các bạn phải đảm bảo được khẩu trang y tế, việc đeo găng tay và sát khuẩn để giữ khoảng cách và để giữ sức khỏe cho mình. Bởi vì khi mà các bạn được an toàn thì mới đem lại an toàn cho người khác. Đồng thời thì cũng đoàn xã Hòa Châu cũng tiến hành cho các bạn đoàn viên thanh niên làm cái mũ chống giọt bắn và làm tay giả để hỗ trợ cho các điểm chốt dịch cũng như là các tổ công tác phòng chống dịch ở dưới thôn để bảo vệ được sức khỏe cho mọi người. Với quyết tâm, đồng sức, đồng lòng, chung tay cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đẩy lùi dịch bệnh. Hy vọng với những lá chắn vững chắc như thế này sẽ trở thành một trong những biện pháp quyết liệt của thành phố trong việc bảo vệ sức khỏe của cộng đồng khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay.